Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Dân Việt. Thưa quý vị, những ngày gần đây, nhiều phụ huynh tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh việc nhận được cuộc gọi với nội dung còn bị tai nạn nguy kịch, cần chuyển tiền gấp để cấp cứu. Đang nói, đã có không ít người sập bẫy bị lừa hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng qua những cuộc điện thoại trên. Về bằng cách nào mà chúng có thể lừa được nhiều phụ huynh như vậy? Chi tiết chúng tôi sẽ gửi đến quý vị ngay sau đây. Liên tiếp những ngày qua, nhiều phụ huynh tại thành phố Hồ Chí Minh Trở thành nạn nhân bị lừa đảo qua cuộc điện thoại. Bằng một cách nào đó, kẻ gian có được số điện thoại của cả cha và mẹ học sinh, thông tin lớp học, trường học và tên tuổi các em. Mạo nhận là thầy cô giáo hoặc nhân viên của trường học, kẻ gian gọi cho phụ huynh thông báo các con đang cấp cứu cần phẫu thuật gấp, đồng thời yêu cầu phụ huynh chuyển tiền ngay để bác sĩ thực hiện phẫu thuật. Các cuộc điện thoại đều diễn ra trong giờ học nên phụ huynh khó liên lạc được với giáo viên chủ nhiệm. Vì lo cho con, nhiều người vội vã chuyển tiền vào tài khoản kẻ gian từ vài chục triệu cho đến vài trăm triệu đồng. Một số người bình tĩnh đến tận bệnh viện tìm con hoặc chờ xác nhận từ giáo viên nên thoát bẫy. Bác sĩ Phạm Văn Giào, Viện trưởng Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý Giáo dục, Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam cho biết, trong câu chuyện này, những bậc phụ huynh chuyển tiền cho kẻ lừa đảo đã thiếu đi sự bình tĩnh khi tiếp nhận thông tin cũng như lắng nghe rõ ràng câu chuyện. Kẻ lừa đảo đã đánh vào tâm lý chung của cha mẹ, luôn yêu thương con cái và đặt sự quan tâm đó lên hàng đầu. Theo ông Giào, việc con đi cấp cứu, bị chấn thương sọ não là một yếu tố tạo nên cao trào nhằm cho phụ huynh mất đi bình tĩnh, thiếu đi sự tỉnh táo khi lắng nghe thông tin qua điện thoại. Trong những lúc khủng hoảng như thế, phụ huynh sẽ dễ dàng bị thiếu đi ý chí và sự tỉnh táo, ông Giào nói. Mặc dù cơ quan chức năng nhà trường đã đưa ra thông tin cảnh báo, nhưng vẫn có một số phụ huynh tiếp tục sập bẫy. Ông Giào cho rằng điều này thể hiện tâm lý, tiếp nhận thông tin cũng như xử lý của phụ huynh còn nhiều hạn chế. Bác sĩ Phạm Văn Giào nhấn mạnh, đó cũng là bài học kinh nghiệm xương máu cho phụ huynh. Dù gặp bất cứ một vấn đề nào, chúng ta cần giữ một trạng thái bình tĩnh, tỉnh táo, lắng nghe câu chuyện rõ ràng, tiếp xúc thông tin mạch lạc. Chúng ta cần có thời gian xác minh thông tin từ các nguồn chính thống để có quyết định đúng và kịp thời. Theo luật sư Bùi Thanh Hoan, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, xét về pháp lý, hành vi của những kẻ lừa phụ huynh chuyển tiền có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt đả tài sản theo điều 174 Bộ luật hình sự. Tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả, các đối tượng lừa đảo có thể bị truy tố với mức phạt tù cao nhất từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù trung thân. Cũng theo luật sư Hoan, dấu hiệu cấu thành tội phạm của những kẻ lừa đảo này khá rõ ràng. Chúng tạo ra những tình huống khẩn cấp, rồi dựa vào thông tin cá nhân của phụ huynh học sinh để liên lạc, yêu cầu chuyển tiền rồi chiếm đoạt số tiền đó. Luật sư Hoan nói, do vậy cơ quan điều tra cần vào cuộc điều tra, khi có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra theo quy định nhằm tránh có các nạn nhân tiếp theo. Liên quan đến vụ việc này, mới đây, cảnh sát hình sự PC02 phối hợp cùng phòng nghiệp vụ công an tp.HCM ra soát các số điện thoại đã gọi tới các phụ huynh bị lừa để truy xét. Theo công an thành phố Hồ Chí Minh hiện nay trên địa bàn thành phố xuất hiện một số đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn mạo danh là giáo viên hoặc nhân viên bệnh viện liên hệ trực tiếp các bậc phụ huynh báo tin về việc học sinh, người nhà bị tai nạn đang được nhập viện cấp cứu tại một số bệnh viện, yêu cầu phải chuyển tiền nhanh để đóng viện phí. Công an thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo khi nhận thông tin về việc người thân đang bị tai nạn, người dân cần bình tĩnh, liên hệ cơ quan, công ty, trường học nơi người thân đang công tác, làm việc, học tập để kiểm tra, kiểm chứng thông tin. Trường hợp không có căn cứ rõ ràng, thông báo thu viện phí của cơ sở khám chữa bệnh, người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng để phòng ngừa việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, hiện phòng cảnh sát hình sự PC02 phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh, công an 21 quận huyện thành phố Thủ Đức đang giả soát các số điện thoại đã gọi tới các nạn nhân, tức phụ huynh để báo có con cấp cứu ở viện phải chuyển tiền để truy xét. Công an cũng đang truy tìm các số tài khoản mà phụ huynh đã chuyển tiền vào. Bước đầu công an xác định hầu hết các nạn nhân bị các đối tượng lừa đảo, mạo danh là nhân viên, thầy cô giáo, thông báo về trường hợp con của phụ huynh bị té ngã, phải vào bệnh viện cấp cứu điều trị. Khi bị đối tượng lừa đảo hoặc phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ trực ban công an thành phố để cung cấp thông tin phối hợp cơ quan công an nhanh chóng điều tra xử lý. Như đã đưa tin từ đầu tháng 3 năm 2023 tới nay, nhiều phụ huynh có con em đang học tại một số trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nhận được cuộc điện thoại lạ nói là con em nhập viện cấp cứu ở bệnh viện trợ rẫy, bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn, đồng thời những người gọi yêu cầu phụ huynh phải chuyển tiền để phẫu thuật cho con em gặp nạn. Nhiều phụ huynh vì lo lắng cho con em mình nên đã chuyển từ vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng vào số tài khoản người lạ yêu cầu. Tuy nhiên, khi phụ huynh tới các bệnh viện thì mới biết là bị lừa. Ngày 7 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát thông báo cảnh báo người dân cần bình tĩnh khi nhận thông tin về việc người thân đang bị tai nạn. Người dân nên liên hệ cơ quan, công ty, trường học nơi người thân đang công tác, làm việc, học tập để kiểm tra, kiểm chứng thông tin. Trường hợp không có căn cứ rõ ràng, tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ để phòng ngừa việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi bị lừa đảo hoặc phát hiện những người có biểu hiện nghi vấn, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ trực ban công an thành phố Hồ Chí Minh qua số điện thoại 069 3187 344. trực ban phòng cảnh sát hình sự qua số điện thoại 069 3187 để cung cấp thông tin, phối hợp công an nhanh chóng điều tra xử lý. Và thời lượng của chương trình đến đây là hết. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo trên kênh youtube Báo Dân Việt.